Với quyết tâm thành tựu lợi lạc lớn lao nhất cho tất cả chúng sinh, tôi nguyện luôn giữ gìn chúng sinh trong đáy tim, vì chúng sinh quý hơn cả Bảo Châu Như Ý. Khi gặp gỡ tiếp xúc với bất kỳ một ai, nguyện tôi luôn giữ mình là kẻ thấp kém nhất, từ đáy lòng chân thật luôn tôn kính mọi người như kính bậc tối cao. Nguyện trong từng hành động tôi luôn tự xét mình, phiền não vừa dấy lên đe dọa mình và người, nguyện tức thì nhận diện và tức thì dẹp tan. Khi gặp người hiểm ác vì bị tâm não phiền và ác nghiệp tác động, tôi nguyện quý người ấy như vừa tìm ra được kho tàng chân quý nhất. Khi gặp người vì lòng ghen ghét và đố kỵ, miệt thị phỉ báng tôi, nguyện tôi nhận phần thua, nhường đi mọi phần thắng. Khi gặp người mà tôi giúp đỡ đặt kỳ vọng, lại vong ân bội nghĩa, gây tổn hại cho tôi, nguyện tôi xem người ấy là một đấng tôn sư. Tóm lại, tôi xin nguyện trực tiếp và gián tiếp trao tặng mọi lợi lạc cho tất cả chúng sinh đều là mẹ của tôi từ vô lượng kiếp trước. Nguyện không đợi ai cầu, vẫn âm thầm gánh chịu mọi ác nghiệp khổ não thay thế cho chúng sinh. Nguyện những điều nói trên không bị vướng ô nhiễm bởi tám ngọn gió chướng. Nguyện tôi thấy mọi sự hiện ra trong cõi đời đều chỉ là huyễn mộng cho tâm thôi chấp bám, thoát ràng buộc luân hồi.